Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay Cường tiếp tục quay để chia sẻ anh em cây mai chiếu thị lá lớn rộng đổ nha anh em. Này gọi là đổ quái. Thì cây này là chi định hình là Cường đã bắt sẵn hết cho anh em rồi. À, chiều dài của tàn đổ là 26. Đây là từ đây nè, tính từ cái đít đế này cho đến cái đầu ngọn này ha là 26. Cái này về anh em thả một thời gian nữa anh em kéo chi ra anh em làm tiếp. Đó. Đây, cây này cũng đã thuần chậu này rồi. Rồi anh em có nhà ý muốn sở hữu cây này thì Cường sẽ giao lưu với anh em. Cây này là giá 700k. 700k nha anh em. Số điện thoại liên hệ trực tiếp với Cường luôn ha. Số điện thoại là 0374 113366. Đây Cường sẽ quay một lượt cho anh em coi ha. Này hoành của nó là gần bằng cổ tay mình nha. Và cái này nó được là nó vót ngọn nha anh em ha. Rồi cây này là Cường sẽ giao lưu với anh em với giá là 700k. 700k nha anh em. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha.